Bon Bon TV. Không ổn, đứng lại. Đứng lại. Định chạy đi đâu hả? Đầu hàng đi. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Nhện, anh làm tốt lắm. Anh đã bị bắt. Hoan hô. Cảm ơn mọi người. Tránh ra nào. Tuyệt thật đấy, tôi có món quà tặng hai người đấy. Chúng tôi cảm ơn chị. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tạm biệt. Các người cứ đợi đấy. Vào trong mau. Chúc mừng thành công của chúng ta. Cà phê ngon đấy. Sao thế này? Quá dễ dàng. Cửa vỡ rồi. Là đại ca. Em cảm ơn đại ca. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Ôi không. Tên tội phạm trốn thoát rồi. Mau đuổi theo. Không thấy. Bên này. Không thấy. Ngạc nhiên chưa? Hẹn gặp lại nha. Đừng tổn công vô ích. Dừng lại, dừng lại. Không được chạy. Tạm biệt nha. Chúng ta thoát rồi. Làm tốt lắm. Wow. Đúng rồi, mình có thể định vị. Chúng tôi cần hỗ trợ. Đi thôi. Bọn chúng đến rồi. Alo, được. Đến kia, tránh ra. Được, được, tôi đến ngay. U là trời, chói mắt quá. Nhiều vàng thật đây. Phát tài rồi. Các người định làm gì thế? Mở túi ra. Không, không được. Tên ngốc, mau đưa hết đồ có giá trị ra đây. Đưa cái túi kia cho ta. Đến ra, tôi nhìn thấy trước chứ? Là tôi thấy trước. Ơ kìa. Đứng im. Cảnh sát, chúng ta mắc bẫy rồi. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Các anh đã bị bắt. Tiếp cận mục tiêu. Đứng im. Người đâu rồi? Lại để hắn chạy thoát rồi. Nhanh lên. Vào mau. Coi như lần này các ngươi gặp may. Cứ đợi đấy. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chất kỳ, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Bao giờ mới thoát khỏi đây? Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Oh no. Đứng lại. Ngươi chạy đâu cho thoát? Đầu hàng đi. To gan thật, dám vượt ngục. Ngươi sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Ngó nghiêng cái gì? Kìa, kia là
đúng là trời giúp mình rồi. Yeah, tự do rồi. Trật tự. Thôi chết, chìa khóa của mình. Chắc kỳ đâu rồi? Báo động, tù nhân vượt ngục. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Bye bye nhà tù. 7 tỷ không giải quyết được vấn đề đâu. Ít nhất thì phải 10 tỷ tôi mới chịu thương lượng. Tiền đây rồi. Đi đứng kiểu gì thế hả? Anh Giai, làm gì mà nóng tính thế? Em xin lỗi. Nhớ mặt tao đấy, tao sợ mày chắc. Ôi, ví của mình. Chắc chắn là thằng vừa đụng mình rồi. Thằng tóc xù, mày lấy ví của tao đúng không? Bỏ tay ra. Ôi anh ơi, tha cho em. Đúng là thân lừa ưa nặng. Lần sau nhìn thấy tao né nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Mọi người ơi, mua xe đi. Xe đang sale rẻ lắm ạ. À. Đại ca, em mời đại ca ghé shop em ạ. À. Xe nhà em toàn là hàng tuyển chọn đấy ạ. À. Toàn là hàng rỡm, nhìn là biết mà. Làm sao mà qua mắt được anh. Con này đỡ nhất đây, bao nhiêu tiền? 5.000 đô ạ. À. Đưa chìa khóa đây. Anh ơi, xe em không đi thử được. Mày nhìn tao thế này mà thèm ăn quỵt mày à. Thế có bán không? Dạ, anh đi thử đi ạ. Let's go. Xe này hợp với anh lắm ạ. Con xe này sinh ra đúng là để dành cho anh. Có gì đó sai sai. Chết rồi, cướp. Chị ơi, em bị cướp xe. Còn em bị cướp ví với vòng vàng. Các em có nhớ mặt tên cướp không? Thằng tóc xù đỏ ạ. Lại là Jackie, xe em có định vị. Em có thể giúp chị tìm nó. Hurry up. Đã tìm ra Jackie. Đi thôi. Quái lạ, xe này làm sao vậy nhỉ? Hay, hết xăng rồi. Đèn thế cơ chứ. Wow, ai thế kia? Ai chà chà, mình lại sắp có ô tô đi rồi. Oh no. Ui, ui da, chân của tôi. Đứa nào dám? Mày định đi đâu hả? À, em xin lỗi, tha cho em. Im miệng. Lên xe. Cảm ơn Amanda. À, không có gì, mọi người về cẩn thận nhé. Tạm biệt. Lucky, ngoan. Đi dạo cùng Lucky nha. Đi thôi, đèn đó sợ gì. Lucky, đứng lại. Tại sao anh dám vượt đèn đỏ hả? Đi theo tôi, nộp phạt nhanh lên. Lên kho bạc, nộp phạt. Ờ, tôi làm việc có tiền. Không nói nhiều, không nộp thì đừng có trách. Đi săn được có một tí thôi mà bắt bẻ. Đúng là bực cả mình. Tao với mày đi sửa tình khỉ kia nhé. Ơi, cuối cùng cũng được tan làm. Ủa, cái gì thế? Là bánh donut. I love you. Chắc chắn là của fan hâm mộ bí mật nào tặng cho mình rồi. Thật là hạnh phúc quá đi mất. Ôi, ôi da, đau bụng quá. Ôi, đau quá. Đúng là đồ ngốc. Đi thôi, Lucky. Ờ kìa, xe của tôi. Hả, Lucky, đứng lại. Trả lại xe cho ta. Dừng xe lại, Lucky. Này, dừng xe lại. À, ui da. Xuống xe ngay, nếu không ngươi sẽ phải hối hận, Lucky. Alo, tôi bị cướp xe. Được rồi, ở đó, tôi sẽ tới ngay. Yes sir. Wow, mỹ nhân. Hello, người đẹp. I love you, baby. Thôi, chết rồi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Làm sao bây giờ? Hả? Thôi, phải trốn thôi. Lucky, đi thôi. Lucky, Lucky đâu rồi? Lucky, mày đâu rồi? Lucky, đi thôi. Định đi đâu? Ôi da, đau quá. Oh my god. Chạy đâu cho thoát, còn dám chạy này. Cứ dở thì chạy nữa đi. Jackie, người đã bị bắt.
Đã bắt được Jackie rồi, về thôi.